Mẹ, con ra ngoài một xíu nha Giặt đồ chưa? Dạ rồi Dọn phòng chưa? Dạ rồi Quét màn nhện chưa? Dạ rồi <laughs> Không What? Mẹ, con đi hợp lớp nha Dọn phòng chưa? Dạ rồi Giặt đồ chưa? Dạ rồi à. Lựa đậu chưa? Dạ rồi Hả? Ý nhầm, tưới cây chưa? Dạ rồi Giỏi dữ ta <laughs> Tao đi kiểm tra Hả? <laughs> con đi đầm sen đây Hôm qua mẹ mua cho con nhiều bánh lắm á Nhớ đem ăn chung với bạn nha Mẹ làm như có con nít vậy Nghĩ sao mua bánh vậy Đồ đạc con đi đó Ban ngày hôm qua mẹ giặt hết rồi nha Mẹ nhớ ủi luôn nha Thôi con đi nha Ừ mẹ biết rồi mà Chơi vui vẻ nha cục cưng hmm.